Hello, năm trăm anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì hôm nay đây chính là một cái bữa cơm của mình. Ok. Thì hôm nay là có món trứng nè mọi người. Đó, cái này là kẹo vừa chiên nhá. Và đây thì chính là rau bắp cải xào. Đó, chỉ vậy thôi. Một bữa cơm cực kỳ là đơn giản. Hôm nay thì giải đáp cho anh em thắc mắc là bữa cơm của YouTuber triệu sub thì nó như thế nào đúng không ạ? Thì mình cũng ăn uống bình thường vậy thôi. Và cơ bản thì toàn là kẹo nấu ăn cả anh em ơi. Thôi thì thật ra thì đợt trước là mình không có thời gian ấy, là mình toàn ra tiệm mình ăn cơm thôi anh em ơi. Tức là một suất cơm nó tầm khoảng là 25 đến 30 ngàn. Còn bây giờ thì mình ở nhà, mình tranh thủ mình tự nấu ăn là chính. Đơn giản thì nó sẽ đảm bảo anh em ơi. Tự nấu ăn thì nó đảm bảo sức khỏe hơn. Mình thì thi thoảng, chắc là một tuần đi siêu thị tầm khoảng là 2 lần anh em. Nói chung thì đi siêu thị có mua rau, mua trứng này, mua thịt này, với lại thêm một số mấy cái đồ kiểu gia vị các thứ. Chỉ vậy thôi. Thì mình tranh thủ nấu ăn. Ví dụ như là chưa làm xong video cho anh em này, đó, tranh thủ nấu ăn. Cũng như là tối thì làm video sớm, up sớm, rồi là cũng nấu ăn để ăn. Nên là đôi khi là tối là mình có livestream muộn, lý do là như vậy. Rồi nha, kẹo nấu ăn thì không được ngon lắm. Chẳng qua là mình nấu ăn thì mình gọi là ăn tạm được anh em. Với lại thì chỉ nấu những cái món nó bình thường thôi. Rồi nha mọi người, ok. Thế là bây giờ thì anh em đã hết thắc mắc là anh kẹo ơi, anh ăn bữa trưa bữa tối thế nào đúng không? À, có một điều, đó là thường thì mình hay bỏ bữa sáng mọi người. Tức là kiểu như là tối ấy, tối làm xong là cũng muộn muộn. Thế nên là mình lướt Facebook một lát, cái xong là đi ngủ, là ngủ đến tận tầm khoảng là 9 giờ sáng này. Dậy thì chơi game để làm video cho anh em. Đâm ra là bỏ bữa sáng luôn anh em. Ây, nghe nói là bỏ bữa sáng không tốt thì ok. Mình sẽ xem như nào, cố gắng ăn uống đầy đủ. Một ngày tầm khoảng là 3 bữa. Đó. Và theo một số cái cơ sở khoa học thì người ta còn bảo là bữa sáng là một cái bữa quan trọng trong ngày nữa cơ. Thôi, mình sẽ cố gắng mình sửa cái này. Hôm nay thì nói chuyện sương sương thế thôi nhở. Và nếu như mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể là đặt câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận của video nha. Thì mình sẽ tranh thủ mình trả lời comment của các bạn. Ok. Ây, và mọi người ơi, mọi người đã đăng ký kênh với lại nhấn chuông cho kẹo chưa nhỉ? Anh em nhớ like và chia sẻ video nữa nha. Cảm ơn mọi người. Rồi nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ dành thời gian để tập trung vào trận đấu anh em, để sống dài hết mức có thể. À, gài mì luôn cả. Anh lại sợ chủ quá cơ. Ui, thằng bé câu quả lựu choáng xuống này. Vãi cả hàng. Sợ thế. Nào, ra đây em. Ủa ơi, thằng này chơi kinh thế này chịu rồi anh em ơi. Căng quá nhở. Ủa ơi, ủa ơi, qua đây. Này, qua đây solo này. À, đủ, thế là có qua không? Có giỏi thì qua đây bạn ơi nào. Nhanh, anh chờ chú luôn này. À, hôm nay thì chơi game với thằng bé này nó nhây vãi luôn. Nào, ra đây, sợ à? Ủa ơi, vãi cả hàng. May là có một keo, không là tí nữa thì vỡ mồm. Rồi nha anh em, khá là ngon. Đến bây giờ thì kẹo có được 2 kill rồi anh em, thấy là có ngon không ạ? À? Hôm nay thì kẹo có ít code để tặng cho mọi người đây. Một code ở đây thì 50 người nhanh tay nhất sẽ nhập được nha anh em. Và đây chính là hộp súng Macaron. Nếu như mà anh em nhập được, đừng quên đó là hãy comment để cảm ơn kẹo nhá. Rồi nha anh em. Thì đây, kẹo vẫn đang để cái code nó hiển thị ở trên màn hình. Và chúc anh em nhập được cái skin súng Macaron vĩnh viễn nha. Anh em có thể là tạm dừng video lại để các bạn có thể là nhập code dễ hơn. Let's go now. Vâng, lúc này thì trong trận đấu của chúng ta chỉ còn lại có 15 người chơi nữa. Nhưng mà quan trọng là đây, kẹo mới có được 2 kill thôi. Ủa ơi, mục tiêu 10 kill trong một trận đấu mà bây giờ mới có được 2 kill thì đúng là vứt bờ luôn anh em. Nhanh nào đi kiếm người thôi. Uầy, hello hello, phía này có ai không đây? Kẹo sẽ chạy vào trong này. Nào, kiếm người thôi anh em. Hello hello. À,
chúng ta có cây nấm nè. Ngon. Vậy là mình có 75 trên 200 EP. Nói chung thì anh em có một xíu EP cũng tốt luôn mà. Hello hello. Ở đây có ai không vậy ta? Không thấy ai cả anh em ơi. Chán quá nhở. À đây. Ủa ơi. Anh đợi các chú mãi. Hôm nay để kẹo xem là đứa nào ở đây thích gây ồn vậy hả? Thằng nào vừa nổ súng, bước qua đây. Nhanh. À đủ. Hình như là chúng nó sợ quá, chúng nó trốn luôn rồi. Mà chắc là chúng nó không sợ đâu. Thế. Ơ. Thế thì chúng nó ở đâu vậy rồi anh em? Ủa. Vãi hàng thế. Vừa thấy nổ súng đây xong chạy qua cái mất tiêu luôn. Game này khoai thật. Công nhận khoai luôn. Anh em thấy khoai không ạ? Này. Qua đây bây giờ là chả còn ai luôn. Và ai lùa? Chắc là cái nhà này hả? Mình rất là nghi là nó ở bên này luôn. Không có mì nha mọi người. Lên thẳng luôn vả nó nào. Hello hello. À đủ. Không có người. Rồi ok. Thế thì thằng bé chạy đâu mà chạy nhanh quá cơ. Kiểu này chắc kiểu lắp tên lửa và đít rồi. Không hiểu sao chạy nhanh vậy. Thôi xong anh em. Nãy giờ là không có kill luôn này. Chán ghê vậy á. Thôi thì bây giờ xuống tạm cái khu vực đó là xưởng cơ khí nha. Let's go. Các bạn ở đâu? Các bạn chạy ra đi. Khổ quá cơ. Nãy giờ tôi đi kiếm các bạn. Mỏi hết cả chân luôn. Hello hello. Hiện tại thì kẹo đang sở hữu một cái combo súng nó khá là dị. Chúng ta có P90 với lại một cây shotgun M1887 này. À, ngoài này có xe này. Lấy xe đi săn mạng cho nó dễ anh em. Ok ok. Chúng ta lên đường. Số nhà việc đầu tiên là chạy thẳng qua đây luôn. Nào. UAV có ai không? À. Ngay chỗ này có người nha anh em ơi. Ui phía trên cũng có người luôn. Quay lại ok ok. Đây. Anh quay lại đây anh xử chú luôn này. Ui. Làm sao đây? Lại kêu nhau xong rồi cả. Nể thật. Anh em thấy chưa? Kìa nó kìa. Đây nè. À đủ. Lút đồ này. Ham lút đồ này. Thế là xong luôn. Vậy là xong đời một thanh niên. Ai bảo là ham lút đồ làm cái gì cơ. Ok. Vâng chúng ta có được thêm bom keo. Nào đặt mình cái nhỉ. Hôm nay thì mình chơi game khá tự tin với combo súng dị này. Bắn thế ngon phết anh em mình đùa đây. Ủa ơi. Gì đấy. Thính chú gọi hả. Nào làm sao. Ui. Bắn hụt mất tiêu. Vãi cả hàng này. Lên bảng. Ok luôn. Trời ơi tuổi gì xơi kẹo. Thằng này trông kiểu nó ngu ngu anh em. Rồi nha. Đây lên xe nào. Xuống dưới hốt luôn cái thính của nó. Cảm ơn bạn nha. Đã gọi thính cho mình nhá. Nhưng mà cái thính của nó nghèo quá nên là tôi thôi anh em. Thôi xong. Pha này thì gỡ xe có lẽ hơi khó. Mình thấy thế thật luôn này. Kiểu này sao gỡ anh em. Ai. Thôi cố. Cố gỡ xe luôn. Lấy cái xe đi săn mạng. À ngon 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 ngon. Ui. Bột ngọt á gì ngon luôn. Ui. Lái xe ngáo vai công ạ. Không hiểu sao. Nói chung là mình không phù hợp với công việc làm tài xế. Ui. Ok ok ok. Let's go nào. Cơ bản là mình chạy Grab thì toàn bị khách đánh giá là ui. Anh ơi, anh chạy nhanh quá em cho 1 sao. Át đủ anh em thì căng chưa. Với lại mấy cái comment kiểu hãm hãm. Anh đẹp trai quá nên là cho 1 sao. Vãi hàng. Thôi mọi người, tập trung vào trận đấu ngày hôm nay. Rồi nhá, còn lại có bao nhiêu đây? 8 người chơi nữa thôi. Ok ok, hóng. Hóng thôi. Kẹo thì bây giờ mới có được 4 kill này. Khổ ghê vậy á. Nào hello. Ở đây có ai không đây? Qua đây solo với kẹo luôn nào. Chưa thấy ai cả. Vắng quá cơ công ạ. Nên là tôi vừa cầm cây phóng lựu này. Bắn chơi chơi. À đủ. Không có ai, không có ai, không có ai. Chạy mãi xuống dưới này rồi nhưng mà vẫn một câu trả lời đó là không có ai. Ủa ấy. Gì đấy. Ui. À đủ.
thanh niên này kiểu chắc là đang chơi game bị mẹ ganh, hay là đang chơi game bạn gái gọi đến nhà chơi chẳng hạn này, kiểu kiểu thế rồi. Uầy, không hiểu sao nhở, hay là đang chơi game mắc đi VKC. À đủ, ngồi nguyên một chỗ luôn, chắc là bị mẹ ganh anh em ạ. Nói chung là thường quá nhở, tự nhiên ngồi xó thế. Mình lại có thêm một mạng chùa. Ủa ủa, gì đấy? Cái gì đấy? Qua đây nào, qua đây solo này. Mày thích chạy qua đây không? Ok luôn này, shotgun sẵn sàng rồi nhá. Mở 1887 này lên bảng. Yes, mình thấy là combo này kết hợp nó cũng hoàn hảo phết nhở. Anh em thử chơi combo P90 với lại shotgun M1887 xem. Bắn ngon cực luôn anh em đừng đùa. Ok ok ok, máu đã full cây, chúng ta có 200 máu luôn. Bây giờ là còn lại mấy đây, 5 người chơi nữa. Mình vừa thay cái ống ngắm 1x vào cái cây P90, bắn cho nó ok hơn. Còn cái ống ngắm nhiệt kia thì đúng là hơi khó nhìn thật. Hello hello, ở đây có ai không đây? À đủ, thêm một đứa này. Này làm sao đấy? Nào, đứng lại đi em ơi. Nào, à, núp sau cây dừa hả em? Anh lại sợ chú quá. Ok ok. Ủa ấy, làm sao? Thế là bây giờ tính chạy đâu? À đủ này, ăn lựu đi em ơi. Làm sao? Qua đây. Này, tuổi gì? Ngon lành cành đào. Ơ, anh em ơi, hình như là kia là cái chân đó à? Vãi hàng này, dính đạn nha em ơi. Xong luôn, 8 kill ngọt sớt luôn nhở. Khá là ngon đấy. Uầy, bọn này nhiều trang bị ngon dã man luôn này. Anh em thấy không, bao nhiêu túi máu này. Rồi nha, có thêm cả một keo nữa. Quá đỉnh. Đây, đi thôi mọi người ơi. 3 thằng nữa hả? Rồi thì mình lượn lờ qua phía này coi. Mình nghi là ở phía này sẽ có thêm người nha mọi người. Đây, bởi vì là chỗ này là trong bo mà ta. À đủ. Thằng nào ở ngoài đây? Này, chuẩn bị tâm lý lên bản điểm số đi em ơi. Đây, trong này hình như là, à, gần đây thôi anh em ơi. Đây rồi, đi rồi. Qua vả nó luôn. Làm sao đấy hả? Thôi anh em ơi, vào đây đứng tạm trước này. Thế bây giờ là chú chạy đâu? Đùa nhau. Qua công luôn. Anh lại phải sợ chú cả. Nào, cho nó nếm đạn shotgun đi anh em. Ủa ơi, làm sao? Ơ kìa. Thôi xong. Ui, pha đấy dựng con keo không kịp anh em ơi, lỗi rồi.